Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ tặng quý vị và các bạn những cái triết lý về trong cái tạp chí Việt Kiều. Xin cảm ơn tạp chí Việt Kiều đã cho tôi những cái nhân văn của một người làm nghề báo. Thú thật thì tôi đọc rất là nhiều báo. Nói chung là báo tiếng Việt thôi, chứ để bị ném đá. Và tôi thấy trong tạp chí Việt Kiều, các anh chị chăm chút từng câu, từng chữ. Và khi đọc cái bài báo thì động lại trong tôi một cái sự cảm phục của người làm báo. Tôi có thể đọc báo A, báo B, báo C, tuy nhiên rằng trong cái cuộc sống bộn bề đó, và tôi cảm nhận rằng chỉ có tạp chí Việt Kiều cho tôi một cái nhân văn của một con người. Và tôi trong cái con đường đi tới thành công, con đường song hành trong cái cuộc đời sống ở dương gian này, thì tôi sẽ cố gắng trao dồi thêm những cái kinh nghiệm của kiến thức luật. Một mặt sẽ giúp cho chính bản thân tôi, cho gia đình tôi, cho con cái tôi. Một mặt tôi sẽ thông điệp cho đi, để mọi người biết được quy định của pháp luật, để mọi người sống nhân văn hơn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì nói chút về cái sự giàu có, để mong có những cái động lực phát triển hơn. Trong cái video này, tôi để dành cho các bạn trẻ. Các bạn hãy dấn thân và hãy bền bỉ. Chỉ có hai từ dấn thân và bền bỉ thì các bạn sẽ được thành công. Cũng giống như tôi khoảng hơn 10 năm về trước, vất vả lắm quý vị và các bạn. Học, làm mỗi ngày không dưới 10 tiếng đồng hồ. Có giai đoạn tôi đã làm 15 tiếng đồng hồ. Và dấn thân và bền bỉ, đó là hai câu mà tôi tặng các bạn trẻ nào và cả những anh chị em nào đang coi chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nữa. Để thắng lớn, đôi khi phải chấp nhận rủi ro lớn. Đó là cái câu của Bill Gates, quý vị và các bạn. Để thắng lớn, đôi khi phải chấp nhận rủi ro lớn. Đừng nghĩ là cứ chăm chỉ thành công, bạn sẽ cả đời giàu sang và nổi tiếng nếu thiếu bốn yếu tố này. Ngay từ hồi nhỏ, hầu hết chúng ta đều được học rằng phải làm việc chăm chỉ. Con ong phải chăm chỉ mới kiếm được mật. Con người phải chăm chỉ mới kiếm được tiền. Tích tiểu thành đại mà quý vị. Tuy nhiên, theo thời gian, ta dần dần trưởng thành và nhận ra rằng làm việc chăm chỉ chưa bao giờ đủ để đạt được ước mơ làm giàu. Tôi không có thiên lắm về cái việc là hiện tại các bạn đang đua nhau về cái việc học cái sách để chính bản thân. Tuy nhiên rằng những cái chìa khóa vạn năng sẽ mở được bất cứ cửa nào nếu có cái sự dấn thân và bền bỉ. Tôi cho là như vậy. Trở thành triệu phú tự lập ở tuổi 35, nhà sáng lập và tổng giám đốc điều hành CEO của Valley Media, luôn cho rằng tấm gương truyền cảm hứng cho giới trẻ. Vaynerchuk cho rằng việc chăm chỉ là con đường dẫn tới lối thành công. Thấy không? Quan điểm của tôi vẫn vậy mà. Việc chăm chỉ là con cái lối dẫn đến thành công. Ông ta từng nói với mọi người về việc không có người nào trở nên giàu có, thành công mà không làm việc nghiêm túc và chăm chỉ. Các bạn có biết quy tắc 10.000 giờ không? Tôi đã áp dụng cái quy tắc 10.000 giờ trong cái nghề luật của tôi. Mỗi một ngày quý vị và các bạn chỉ cần 1 giờ và đến 10.000 giờ các bạn trở thành chuyên nghiệp thôi. Tất nhiên điều này cũng đúng. Tuy nhiên, nhà sáng lập giám đốc điều hành Financial Service là một trong những công ty tư vấn tài chính đầu tiên, Rich
Evenman thì việc chăm chỉ đó chỉ là một phần của câu chuyện. Chắc ông có bí quyết gì đây? Nếu tất cả những gì bạn làm cả đời mà chăm chỉ làm việc, bạn sẽ không trở nên giàu có được, bởi vì sự chăm chỉ chưa đủ để bạn kiếm tiền và tiết kiệm. Rõ ràng bên cạnh sự cố gắng và chăm chỉ, có nhiều yếu tố khác quyết định đến thành công của bạn. Yếu tố thứ nhất, quý vị và các bạn nha, khả năng đối mặt và chấp nhận rủi ro. Trong cuộc sống hay trong công việc, dù cho con người có chuẩn bị và lên kế hoạch một cách cẩn thận, chỉ càng đến mấy thì vẫn luôn có sự cố bất ngờ, những rủi ro bất chợt xảy đến. Sau đó, đó là điều không thể tránh khỏi. Đằng sau những kinh doanh thành đạt, nhất là những rủi ro, luôn sẵn sàng xuất hiện và phá hủy sự nghiệp của họ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo tỷ phú Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành nhà sáng lập Facebook, thì rủi ro lớn nhất là chẳng đối mặt với rủi ro nào. Câu này thì hơi mâu thuẫn tí xíu. Trong một thế giới đang rất nhiều sự đổi thay, chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại chính là tránh xa cái rủi ro đó. Chúng ta hãy tiếp nha quý vị. Cơ hội càng lớn, thách thức càng cao, rủi ro càng nhiều, đặc biệt trong kinh doanh. Tuy nhiên, vì nếu không dám nắm cơ hội, không dám đối mặt với thách thức, thì bạn sẽ không thể tiếp cận với thành công. Đúng quý vị và các bạn. Chúng ta phải vượt qua cái vùng an toàn của chính bản thân ta. Hôm nay tôi muốn đi chơi quá, nhưng mà giờ tôi đi chơi tôi thấy người tôi nó mệt quá, không biết có đi nổi hay không. Tôi muốn đi đến một cái điểm A, nhưng mà trong túi tôi chỉ có đủ cái tiền xe, liệu rằng mình đi có những cái phát sinh gì không? Thì chúng ta phải vượt qua cái vùng an toàn. Thứ hai là tinh thần lạc quan. Hôm nay tôi sẽ học điều này quý vị và các bạn. Bốn điều tôi học đúng một điều thôi. Tinh thần lạc quan. Từ bỏ một công việc có mức ổn định, vay vốn, lập công ty và khởi nghiệp là một thành công khá điên rồ đối với nhiều người. Bao nhiêu thách thức, rủi ro có thể xảy đến và có thể thất bại bất cứ lúc nào. Thậm chí phải đối mặt với nguy cơ gánh vác một khoản nợ khổng lồ khó chi trả. Vì vậy, một trong những trái tim kiên cường và tinh thần lạc quan là vô cùng cần thiết, đặc biệt với người làm kinh doanh. Huyền thoại Lee Iacocca, chủ tịch hãng Chrysler, là người vực dậy đưa tập đoàn này trở thành công vang dội. Đúng là ông nhận được sự trợ giúp với khoản vay của chính phủ giúp công ty duy trì hoạt động. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, Iacocca đã thể hiện tinh thần lạc quan mạnh mẽ, tin rằng công ty sẽ vượt qua thách thức này. Chính sự lạc quan này đã giúp ông truyền cảm hứng cho nhiều nhân viên dưới quyền, thôi thúc họ tiếp tục công việc làm việc và cuối cùng đã thực sự thành công. Quý vị và các bạn ạ, quý vị và các bạn không có thể nào thành công nếu quý vị và các bạn không có một tinh thần của một người chiến binh. Khả năng giao tiếp, dù trong cuộc sống hay trong công việc, việc tiếp xúc và duy trì với các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau là đều không thể thiếu được. Đó cũng là lý do việc rèn luyện khả năng giao tiếp là cần thiết với tất cả mọi người. Thật khó có thể bắt gặp ở một doanh nhân thành công sự vụng về trong giao tiếp. Họ phải thuyết phục các nhà đầu tư, phải đàm phán với đối tác, gặp gỡ khách hàng và quản lý nhân viên. Tất cả những điều đó đòi hỏi họ một cái kỹ năng giao tiếp khéo léo hơn ai. Giao tiếp giỏi không có nghĩa đơn thuần là giới hạn ở khả năng ăn nói, cách sử dụng ngôn từ chuẩn mực và chính xác, mà còn ở ngôn ngữ cơ thể, sự lắng nghe, tôn trọng đối phương và kiểm soát được cảm xúc bản thân. Thế mới thấy là một cái con người khó cỡ nào. Khi một ai đó chửi vào mặt mình, khi một cái thành công, thôi chưa, bây giờ đơn giản trong cái nghề của tôi đi. Hôm nay tôi có một cái việc gọi là khó khăn. Tuy nhiên rằng là tôi trong cái cuộc sống riêng tư thì tôi lại phải cố gắng chiến đấu với nó để ra
tư vấn với khách hàng. Tôi không thể nào cùng một lúc để mà tôi vừa có thể làm việc này, làm việc đó. Tôi trở lại cái vấn đề thứ hai là tinh thần lạc quan. Cái thứ tư, tinh thần học hỏi. Sẽ không có bất kỳ người thành công nào trên thế giới có thể gây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ mà không có tinh thần ham học hỏi. Họ chưa bao giờ ngừng lại việc học. Học hỏi là những người đi trước, học hỏi từ đồng nghiệp, học hỏi từ đối thủ, thậm chí học hỏi từ thất bại của chính bản thân. Thưa quý vị và các bạn, câu này thì chắc có lẽ ở cái lứa tuổi 40 thì tôi cũng đã thấm điều này, thấm về cái sự học hỏi khi bất cứ một cái sự cần một cái sự am hiểu một cái lĩnh vực nào đó, tôi đã quay lại nghiên cứu về luật, hỏi các anh chị thẩm phán, hỏi luật sư đồng nghiệp, hỏi bạn bè, tra cứu quy định của pháp luật và lật lại những cái hồ sơ cũ để cố gắng bật lên, toát lên vấn đề nào đó. Vấp ngã và thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là bản thân không dám nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm từ nó. Một thìa dũng cảm, một chút khéo léo, một ít lạc quan, lại một chút kiên trì học hỏi. Chỉ cần chăm chỉ nấu chúng ta bằng ngọn lửa cần mẫn nữa thôi, một nồi súp thành công của bạn sẽ sớm hoàn thành rất ngon miệng. Tôi rất là quý và tôi rất là khoái sử dụng những cái một thìa dũng cảm, một chút khéo léo, một ít lạc quan, một chút kiên trì học hỏi. Chỉ cần chăm chỉ nấu chúng ta bằng ngọn lửa cần mẫn nữa thôi thì chúng ta sẽ có một nồi súp thành công. Đây là cái nguồn tin tôi đọc từ tạp chí Việt Kiều và cũng hy vọng rằng qua giọng đọc của tôi sẽ bớt đi cái phần khô khan trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.